Dạ, em xin kính chào với cô chú, anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bộ sai chỉ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Có Đồ gì hả? Dạ, hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú, anh chị mình bãi kiện của anh Tư Hài ở thành phố Cần Thơ. Giao lưu hôm nay thì anh cũng có một số cây dẫu Thủ Đức Kim với lại một số giống mai khác ghép thành phẩm nha cô chú ha. Em xin phép được clip chia sẻ luôn ạ. Chúc quý cô chú mình sẽ lựa chọn được những cây vừa ý để chuẩn bị chơi Tết 2025 ạ. Dạ, em xin chào anh Hài ơi. Rồi chào Phương, chào cô chú trên Cuộc Sống Hậu Giang Cần Thơ. Rồi chào cô chú trên Cuộc Sống Hậu Giang Cần Thơ. Giờ em có về lô mai Bình Lợi với số Thủ Đức. Dạ. Đậu lép rồi. Anh ha. À, đậu lép. Rồi một cây Bình Lợi thì Bình Lợi lớn, phơm lớn nha cô chú anh chị. Dạ. Hàng này thì mình chú vô dây về, mình là vô dây chỉnh sửa con nhẹ cái tàn nữa, Tết chơi bông rồi. Bình cán luôn nha cô chú ha. Cái này phơm cao quá cô chú, thấy cái đôi dép lại nó mập mập hết trơn luôn hả? Đế có đế đều luôn nha quý cô chú anh chị. Có củ não luôn ạ. Dạ, giờ em xin xếp đôi luôn anh ha. Hoành 33. Củ đó sao rồi? Củ 45. Dạ. Cao 1m rưỡi. Tán ngang 1m rưỡi luôn. Rồi mã số 65 em giao lưu là 3 triệu 9 luôn. Dạ 3 triệu 9 nha cô chú anh chị. Nó đang đi thêm cơ đợt mới nữa, từ đây tới Tết nó ra 2 bậc cơ nữa là tàn ngon lành nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Rồi mã số 66 siêu bông Bình Lợi. Dạ cái này cái tàn nó ra cũng dài thuộc luộc luôn nha cô chú anh chị. Có mặt bông luôn nha cô chú. Có mặt bông luôn cô chú anh chị, mình yên tâm sưu tầm giống luôn rồi. Nó đi cơi đọt mướt ruột luôn nha cô chú anh chị. Cái phôi không là cốt cành đóng tướng diện luôn à. Tập giống là già chứ. Cây này có cái củ trần do luôn cô chú anh chị nha. Dạ. Hoành 25. Dạ. Củ đế nó 42. Dạ. Cao 1m26. Tán ngang 1m rưỡi. Rồi mã số 66 em vô lô 3 triệu 4 luôn. Dạ 3 triệu 4 nha cô chú anh chị nha. Cái này mình vừa vô dây chỉnh sửa nên là cái tàn ngon lành nha cô chú anh chị. Rồi mã số 67 siêu bông Bình Lợi. Cái này cái tàn cũng lùm lùm luôn rồi đó cô chú anh chị. Cái bo nó dài thuộc luộc luôn rồi nha cô chú. Vậy mình có thể test mặt bông được luôn cô chú anh chị nha. Cây này cái củ đế dễ thương nha cô chú anh chị, củ đế đều tròn nha. À, em xin chú ra luôn rồi. Quanh 30. Củ đế 43. Cao 1m rưỡi. Tán ngang 1m4. Rồi mã số 67 em cũng giao lưu 3 triệu 4, 3 triệu 8 luôn. Dạ 3 triệu 8 nha cô chú anh chị nha. Cái này cái tàn dữ lắm luôn á, nó đang đi cơ đợt cái bo ghép không mà nó dài chắc gần 1 mét luôn nha cô chú anh chị. Dạ đúng rồi. Xuống rồi. Số 68 siêu bông Bình Lợi. Dạ cây này ghép hôm nay tàn nha cô chú anh chị. Cây phun cao lắm nha, nó đang đi cơ đọt mỗi nách lá luôn đó cô chú. Rồi cái này giờ mình chặn đọt, con cắt bo nhân giống được liền luôn nha cô chú anh chị ha. Cây nào cũng có củ có đế cho mà. Hoành 28. Củ 38. Rồi em xe dòng đi nè.
cũng tủ đều cho cô chú một tủ đế đều hết nha. Dạ rồi. Cao 1m5. Nha 1m20. Rồi mã 38 Yulu 3.6 luôn. Dạ 3.6 nha cô chú, một cây siêu bông bình lợi. À, phô mai tàn nha cô chú anh chị nha. Rồi dạ, mã số 3 mã gì? 69. 69. Dạ. 69 nha cô chú anh chị, cái này cũng siêu bông mình lại phôm tàn mà cái này nó cao hơn nha cô chú anh chị nha. Rồi mình ghép là đủ chi đều tàn hết trơn rồi cô chú anh chị. Mấy cái chột ghép này nó ngập mặt hết trơn rồi nha cô chú nha. Nó cởi từ cái ngón út của mình hết trơn luôn á. Cốt cành thì đóng đều tứ diện xuống lên tới ngọn luôn nha cô chú anh chị nha. Cây này củ đế thì khỏi chê luôn á cô chú, nó tròn đều luôn á. Đó, nguyên một củ đế luôn. Dạ, em xin số đo luôn nha. Cây này thấp không thấp nữa nha cô chú anh chị. Vành 31. Cây củ nó 58. Cao cả 1m7. Bán ngang 1m5. Rồi mã số 69 giao lưu cô chú anh chị mình cũng 3.8 luôn. Dạ, 3.8. Ở cây này là vô dây chỉnh sửa là cái đàn hoành tráng nha cô chú anh chị nha. Mấy cái bo ghép chất lượng luôn cô chú anh chị nó uống luôn nha. Rồi số 70 siêu bông bình lại. Dạ cây này cũng có phôm cao tàn thông dán trượt luôn đó cô chú anh chị. Có mặt bông luôn cô chú anh chị nha. Đó. Bữa giờ trời bão nên là bông nó hơi xỉu nha cô chú anh chị. Mấy cái bo ghép là dài thượt lượt luôn nha cô chú anh chị nha. Cốt cành thì cái nách nó xù xì hết trơn á cô chú anh chị. Củ đế nhỏ luôn à. Cái này đế điền lắm đó cô chú anh chị. Dạ rồi em xin số đo luôn nha. Hoành 27. Củ nó 39. Cao 1m6. Tá ngang 1m5. Rồi mã 70 em giao lưu cũng 4 triệu luôn. Dạ 4 triệu một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Cây này phôm tàn lớn nha cô chú ha. Nó đang đi cơ đọt dài thượt lượt luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Với cô chú mình xem biết thấy ưng ý cây nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Hải có trên phần mô tả với phần tiêu đề giúp em cô chú anh chị ha. Dạ em xin đổi cây luôn ạ. Dạ mã số 71. 71 siêu bông ở như ý. Dạ một cây giáo như ý cô chú anh chị. Hàng bonsai nha cô chú nha. Cái phôi chứ không là nó quái quái lắm luôn á. Đó nguyên một cái đế nôm nhưng mà nó gom củ gom đế nha cô chú anh chị. Nó già quá trời lên ra me bích mình luôn à. Cây này tàn ấm tàn rồi nha cô chú anh chị nha. À, con tàn lại rồi nó đang đi thêm cơ đọt mới nữa nha cô chú anh chị. Dạ, giờ em xin thông số thôi ha. Vành 25. Dạ. Nồi đế nó 1m. Chiều cao 66. Chiều dài bay nó 78. Tá ngang nó 66 luôn. Rồi mã 71 thì giao lưu cũng 3 triệu luôn. Dạ, 3 triệu nha cô chú chị. Cái phôi này nó cũng quái quái lắm á cô chú, ở phía trước cũng có vẻ chịu cái chân luôn nha. À, dạo phôi mai vàng ghép dạo như ý luôn ạ. Dạ rồi. Dạ cây mã số 72. 72. Dạo như ý luôn anh nha. Dạ dạo như ý.
con cặp dạo như ý. Giấy phôi mai vàng mà cái đường thân nó lắc lộn như cái lò xo vậy đó cô chú anh chị. Cái chột dép là bộ qua nó hút qua em luôn rồi ha. Vậy cô chú anh chị mình gỡ dây này ra nha cô chú, nó khuyết rồi nó lớn, nó bò quá nó khuyết đó cô chú anh chị. Cái này là một cục đá nó lên da mẹ trơn luôn cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn nha. 122. Ở đây nó 80. Cao nó 85. Tay ngang nó 70. Rồi mã 72 Zalo có 3.2 luôn. Dạ 3.2 nha cô chú anh chị. Cái lá nó bự chảng hết trơn rồi nha cô chú nha. Dạ bo ghép là chất lượng luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi, em mã đỏ cao luôn nha. Đây là số 73 nha cô chú anh chị. Số 73, dạo Thủ Đức. Dạ, dạo Thủ Đức tàn riêng nha cô chú nha. Cái tàn thùm lùm mà vàng xuân dày mệt luôn á. Này cô chú anh chị mình mua về bán tết hoặc là mình trồng đất tục cũng ok lắm nha cô chú anh chị. Đá đều hết trơn luôn à. Dạ rồi, em xin số đo luôn nha. 123. Cao 1m dở. Phá nhà 1m35. Rồi mã số 73 nè, vô lô là 1.6 luôn. Dạ 1.6, cây mai tàn riêng nha cô chú anh chị. Mã số 74, dạo Thủ Đức. Dạ. Tàn tròn như trái banh luôn. Cây này xuân dày mệt luôn đó cô chú anh chị. Cây dạo Thủ Đức riêng đàn thông nha cô chú nha. Dạ thớt thân thấp luôn ạ. À. Dạ. Cái thùng chậu nên rễ nó ăn cứng chậu luôn rồi cô chú anh chị nha. Vành 25. Chiều cao 1m26. Tán ngang 1m2. Rồi má 74 cũng giao luôn là 1.6 luôn. Dạ 1.6. Mã số 74. Rồi, dạ, mã số 75. Quá trời cái tàn luôn. Cái tàn làm trắng. Dạ, cây này cũng tàn thông mà thấp thân thấp nữa nha cô chú anh chị nha. Rồi, em xin số đo ra dòng luôn nha. Kiếp tôi ổn hợp quá. Gì hả? Kiếp cho ngoại. Kiếp tôi ổn quá. Hoành 25. Dạ 25 rồi. Cái thân thấp nó lực cao lắm rồi chú chú. Cao 1m3. Tán ngang 1m3 luôn. Rồi mã số 75 em cũng giao lưu là 1.6 luôn. Dạ. 1.5 chứ. 1.5. Dạ, chả hư đất riêng đàn thông nha cô chú anh chị ha. Giao dạ. Thủ Đức 76 cũng một cây giả hữu đất riêng tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó rủ rủi tàn hết chủng luôn nha cô chú anh chị nha. Cây này có đế đều nha cô chú anh chị. Dạ, em xin thông số nha. 124. Chiều cao 1m2. Tay ngang 1m5. Rồi mã số 76 cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.4 luôn. Dạ, 1.400.000 cái tàn hoành tráng luôn á cô chú anh chị. Cái tàn này là một người ơn hổng hết luôn nha cô chú nha. Cái hàng xương bên trong nó dày mệt xuống hả. Dạ rồi. Dạ mã số 77. Giáo Thủ Đức.
Dạ, cái tàn thùm lum luôn nha cô chú anh chị nha. Cũng em phương tàn thông nữa nha cô chú anh chị. Cây này có cái chi tử ở phía dưới là cô chú anh chị nha, đế thì nó dai đói nó bỏ đều lắm nha. Dạ rồi em xin đăng số luôn nha. Hoành 21 cao 1m5, bán ngang 1m5 luôn. Rồi mã số 77 cũng giao luôn là 1,5 triệu luôn. Dạ 1,5 triệu. Mã số 78. Dạ cái này thì có nó thoát thân nha cô chú anh chị, mà cái tàn nó đều tròn luôn hả? Những cái lá nó bự chẳng chẳng luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Hoành 26. Chiều cao 1m4. Tán ngang 1m5. Rồi mã 78 cũng giao lưu là 1,6 triệu luôn. Dạ 1,6 triệu nha cô chú anh chị nha. Dạ mã số 79. Dạ 1 triệu. Cây này là cái đàn hoành tráng luôn á cô chú anh chị. Cái tàn nó ve xuống muốn bích cái chậu luôn á quá cô chú. Dạ thoát thân thấp mà cái thân nó già quá nó lên cho me luôn rồi nha cô chú nha. Dạ rồi em xin số đây nè. Hoành 22. Cao 1m4. Tán ngang 1m5. Rồi mã số 79 là anh cũng giao lưu là 1,6 triệu luôn. Dạ 1,6 triệu. Cái tàn chà bá lửa luôn á cô chú anh chị. Ở cái vườn xương bên trong này nó dày mệt luôn á nha cô chú nha. Dạ dạ. Rồi mà 79 cũng cuối clip của em rồi. Vừa qua cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em. Em xin xin cảm ơn ạ. Dạ em xin cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ạ.